Ngày 29 tháng 4, hầu hết các khu vực trên cả nước đều hứng chịu nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức từ 37 đến 39 độ C, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi trên 42 độ C. Trên biển, ngày và đêm 29 tháng 4, vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ quản trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2,5 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ sóng cao từ 0,5 đến 1 m. Riêng vùng biển Bắc Biển Đông có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Phía tây bắc bộ ít mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực tây bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt đêm không mưa. Phía đông bắc bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, riêng Quảng Ninh Hải Phòng ngày nắng. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng sẽ là lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, phía bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, phía nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đăng ký theo dõi kênh YouTube truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.